Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch trong nội bộ và trên địa bàn toàn tỉnh ở cấp độ cao nhất nhằm kiểm soát các ổ dịch, ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. Đây là một trong các điểm cách ly tại khu dân cư thuộc phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Ngay khi phát hiện hai trường hợp dương tính với COVID-19 tại tổ dân phố Vĩnh Linh, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triển khai đưa đi cách ly tập trung 9 trường hợp tiếp xúc gần, 121 người phải cách ly tại nơi ở. Quan điểm của ban chỉ đạo là phải phòng là chính. Khi mà có dịch thì tất cả các ban ngành đoàn thể của phường giao, ví dụ như hội phụ nữ là đảm nhiệm, là giao cho các hội viên của mình là tuyên truyền vận động cho các hội viên thực hiện nghiêm là quy định của khu chốt cách ly y tế và thực hiện nghiêm về 5K trong phòng chống dịch. Là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, Công an thành phố Vĩnh Yên đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng các ban ngành địa phương thường trực 24/24 nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Người dân được yêu cầu hạn chế ra khỏi địa bàn, phải khai báo các thông tin y tế trung thực, chính xác. Hiện tại trên địa bàn phường thì có 3 điểm chốt liên quan đến các trường hợp là F0. Thì các trường hợp này thì Công an phường đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an thành phố truy vết, thì đến nay đã truy vết được tất cả các trường hợp là F1, F2 và đang tiến hành truy vết các trường hợp là F3, F4. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện 50 chốt phong tỏa cách ly, bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát dịch tại các địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên và huyện Lập Thạch, nơi có bệnh nhân dương tính với COVID-19. Trên tinh thần là vừa quyết liệt nhất, vừa thần tốc nhất, vừa nhanh nhất để làm sao để xác định ra, truy vết những cái dấu vết của các đối tượng là F1, F2. Cũng như bà nhưng chỉ nói, nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ được chính bản thân mình. Xác định rõ nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương, thần tốc truy vết, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được công bố. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, lập hàng rào phong tỏa, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung.